Rồi, hello, xin chào các bạn nha. Bên đây mình dẫn gia đình mình đi bắt ốc móng tay các bạn ơi. Ở nhà buồn quá. Rồi các bạn theo chân mình đi nha. Ok. Ok các bạn ơi, giờ mình bắt đầu mình đi bắt ốc móng tay các bạn ơi. Mình quay cảnh trên đường cho các bạn xem nha. Giờ gia đình mình đi các bạn. Trên con đường mình về dưới các bạn đi về dưới đây về dưới cỡ 15 cây số các bạn đi bắt ốc móng tay tới biển bắt ốc móng tay cỡ 15 cây bây giờ mình mới bắt đầu đi các bạn rồi ok let's go. Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. And I'm smiling, holding on to your tight. I guess our hearts cannot lie. And it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There's so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. The way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. Thank you.
Rồi đi các bạn ơi, xuống con ốc móng tay các bạn ơi. Hello, chào các bạn nha. Nay mình dẫn các bạn đi câu ốc móng tay các bạn ơi. Theo anh hai mình đi câu ốc móng tay. Rồi, đi. Anh chờ lên mày. À thấy không? Này các bạn, móng tay nè. Móng tay ở móng tay biển này nó không có bự các bạn. Nó chỉ vậy nhỏ nhỏ vậy các bạn. Bạn thấy dễ ăn không? Dậm dậm vậy nè các bạn. Dậm dậm vậy nè rồi nó mới nổi ngang lên các bạn. Thấy không nè các bạn. Đó, kéo nhẹ nhẹ thôi để nó đứt cái đuôi các bạn. Đứt cái cục thịt đó nè. Thấy không? Nổi lên các bạn nè. Thấy không, nó đang trồi lên nè. Nó chưa trồi lên cao các bạn. Mình mau xuống mình tìm nó luôn. Đó. Đó, thấy không các bạn. Con tai này là ở đây người ta bán 70-80 ngàn một ký các bạn. Đây là cỡ 70 ngàn ký các bạn. Ráng bắt được ký mình đi bán kiếm 70 ngàn mình ăn bánh các bạn ơi. Đang trồi lên nè các bạn, trồi lên rồi thấy không? Đó thấy không? Nè. Đó. 70 ngàn ký các bạn. Bữa nay mình bắt đỡ hơn mấy chuyến rồi các bạn. Chuyến rồi bắt chưa bắt không được. Lên nè. Thấy không các bạn? Đang trồi lên đó mà nó lên chưa cao các bạn. Để mình sọt xuống mình bắt luôn. Rồi nó rút mất tiêu luôn rồi. Để mình chậm mình kiếm hàng các bạn. Đây nè, hang nè các bạn, hang nè. Nè, nổi lên, nó trồi lên nè các bạn. Đó. Đang trồi cây lên nè bạn thấy không? Mà nó không trồi cao lên, trồi hơi hơi à. Mình bỏ vôi xuống dưới đó các bạn. Bỏ vôi mình nhét vôi xuống dưới đó, nó nổi lên á. Nó cay quá nó trồi lên các bạn. Rút xuống rồi. Mình làm kinh động nó rút xuống các bạn. Này có mà nó không trồi lên. Rồi để mình đi tìm hang khác các bạn. Đây trên đó có hang nhiều anh ơi. Đó, nó trồi lên nè các bạn ơi. Thấy không, nó đang nữa, nó trồi lên nè. Trồi lên nữa đường nó không lên nữa các bạn ơi.
ngón tay các bạn. Đó. Tiếp tục. Nè, lên nè các bạn, đang lên nè. Đó, thấy không? Nó lên nhưng mà hình như nó không đủ cay, nó lên không xa các bạn. Rồi. Mất luôn. Đây, hang này chắc có nè các bạn. Đó, nó đang trồi lên đó, bạn thấy không? Trồi lên nó cay quá, nó trồi lên á. Rồi nó thụt xuống nữa rồi. Thụt xuống mất rồi. Mấy con này nó khôn quá bạn. Nó vừa trồi lên cái nửa đường cái nó thụt xuống nữa các bạn. Rồi mình đến chỗ khác có hang mình đi. Đây chỗ này có hang nữa. Đi xuống đây bạn, đi. Đây. Nãy em câu toàn là nó lên nửa đường nhưng mà nó không lên nữa. Đường lấy cái vô nữa, nhét cái vô cái này đường. Nãy giờ nay câu được gì đó hả? Ốc ra đâu vậy thầy? Câu được mặt hả? Lúc mà mình lại câu dữ luôn. Để em quẩy ra nay câu nha. Cái này là đang mình đang trên thân yêu của người ta luôn hả thầy? Không. Lên hang nhiều đó. Đây. Ông tài em thấy ông tài ở đây nó bự hơn khúc dưới anh ơi. Dưới giờ nó bự rồi. Hỏi em câu ở dưới toàn ông tài nhỏ không? Thank you.
mình cũng mệt dữ các bạn ơi. Nãy giờ đứng lên ngồi xuống đứng lên hơi mệt dữ rồi. Nãy giờ mấy anh em mình câu được như đây nè các bạn. Ba đứa câu nãy giờ được như đây nè. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình đi về. Các bạn ơi. Giờ cũng chiều rồi. Thì mọi người giờ bắt đầu đi ra câu các bạn. Đây đi ra câu. Nãy giờ mình dữ rồi. Nãy giờ thấy có cái chỗ nào ngồi cái là sướng như lắm bây giờ vào đang ngồi. Giờ mình bắt đầu mình đi về mình quay cảnh xung quanh cho bạn xem nha. Giờ mình ngâm các bạn. Đi nhà cái nó nhẹ khác nè. Rồi bỏ cây này. Rồi ok rồi đến đây mình xin kết thúc cái video các bạn ơi. Hẹn các bạn cái video sau nha, cái nào hay mình chia sẻ lên cho các bạn xem nha. Ok chào các bạn.